Tôi vào đây tôi cũng thấy rất thoải mái đấy. Đúng là về cách đi là nếu mà ở trên cửa khẩu về là thật sự tôi cũng không muốn về nhà. Thì muốn vào đây là thứ nhất là giữ đảm bảo sức khỏe cho mình, mà thứ hai là cộng đồng. Đấy, về nhà là mình cũng không muốn về, và cách đi là về nhà là tốt nhất. Bấm lại ạ. Mấy thì 364 ạ. Ông xuống nợ không muốn cho tay lên đâu. Mấy chị cũng không tính trước được, vì là trong về công việc thì phụ thuộc đến việc làm ăn với nước bạn, thì nếu như được nhanh thì để có cơ hội để làm kinh tế thì như mình cũng phải nên giữ ý thức là để tất cả mọi cái bệnh dịch này em ạ, nó ổn định đi thì mình hãng mang lên đi làm, còn chưa ổn định thì mình nên giữ vì cộng đồng người Việt Nam.